Cô xin chào các em đã quay trở lại với kênh Cô Diễm Official, một kênh giải đáp tất tần tật về môn hóa từ lớp 8 đến lớp 12 nhé. Thì sau khi cô đăng một vài clip trên video của cô thì cô đã nhận được một số phản hồi thật sự là rất tích cực. Nó cũng là động lực để cho cô ra tiếp những video tiếp theo. Nếu các em thấy hay thì hãy subscribe, like và comment để ủng hộ cô ra thật nhiều video nữa nhé. Thì chủ đề ngày hôm nay cô sẽ nói đến một cái bài là bài lớp 8. Bài đó có tên là bài hóa trị. Thì sau khi cô giảng bài này thì cô nhận được một số comment như sau là: cô ơi hóa trị khó quá, cô ơi khó nhớ quá, cô ơi có cách nào mà nhớ hóa trị nhanh không cô, hoặc là có cách nào mà dễ hụ không cô. Đó, thì sau khi cô đọc những cái comment này thì cô chợt là nhớ đến ở năm cấp 2 khi cô học lớp 8 thì giáo viên bộ môn hóa đã giới thiệu cho lớp cô một cái bài thơ về hóa trị. Thì cô thấy bài đó cũng khá là hay. Bây giờ cô muốn chia sẻ lại cho các em ha. Thì bài này nó là một bài thơ, thì những cái bạn nào mà chuyên về văn thơ thì thường là rất thích những cái bài dạng này. Nếu mà các em thấy hay thì các em hãy ghi lại và có thể là truyền tay nhau chỉ cho các bạn khác nhé. Thì trong lúc cô đọc thì cô sẽ hiển thị cái bài thơ đó trên đây để các em có thể là vừa nhìn thấy và vừa nghe giọng đọc của cô để khá sâu hơn ha. Rồi bây giờ cô sẽ đọc bài thơ này nha. Bài thơ có tên là bài thơ hóa trị. Rồi: Kali Iot Hiro Naki với bạc cờ lo một loài, hóa trị một đó bạn ơi, nhớ ghi cho rõ kẻo rồi phân vân. Ma dê chì kẽm thủy ngân, canxi đồng ấy cũng gần ba ri, cuối cùng thêm chú canxi, hóa trị hai ấy có gì khó khăn. Bác nhôm hóa trị ba lần, ghi sâu trí nhớ khi cần là có ngay. Carbon silic đây này là hóa trị 4 không ngày nào quên. Sắc kia kể cũng quen tên, 2-3 lên xuống thật phiền lắm thôi. Nitơ rắc rối nhất đời, 1-2-3-4 khi thời đến 5. Lưu hình lắm lúc chơi khăm, xuống 2 lên 6 khi năm thứ 4. Phốt pho nói tới không dư, nếu ai có hỏi thì ừ bằng 5. Em ơi cố gắng học chăm, bài thơ hóa trị suốt năm rất cần. Sau khi cô đọc bài thơ này thì cô muốn phân tích một chút để các em có thể hiểu rõ hơn về nội dung sâu sắc trong bài thơ này ha. Thì trong bốn câu đầu nói tới là Kali Iot Hiro Natri Bạc Cờ Lo. Vậy thì Kali Iot Hiro Natri Bạc Cờ Lo là hóa trị 1 ha. Tiếp tục là Maze chì kẽm thủy ngân, canxi đồng ấy cũng gần ba ri, cuối cùng thêm chú canxi, hóa trị hai ấy. Vậy thì hóa trị hai bao gồm những nguyên tố như là maze, chì, kẽm, thủy ngân, canxi và đồng ha. Rồi tiếp tục là bác nhôm hóa trị ba lần, nghĩa là nhôm thì có hóa trị 3. Tiếp theo là carbon silic đây này là hóa trị 4. Vậy thì carbon với silic có hóa trị 4. Sắt kia kể cũng không tên, 2-3 lên xuống thật phiền lắm thôi. Câu này nghĩa là sắt có hai hóa trị là hóa trị 2 và hóa trị 3 hả các em. Nitơ rắc rối nhất đời, đây nitơ là cái ông rắc rối nhất ha. Lúc thì 1, 2, lúc thì 3, 4, lúc thì 5. Vậy tổng cộng là có 5 hóa trị từ 1 đến 5 nha. Lưu huỳnh lắm lúc chơi khăm, xuống 2 lên 6 khi nằm thứ 4. Nghĩa là lưu huỳnh có 3 hóa trị là 2, 4 và 6. Phốt pho nói tới không dư, nếu ai có hỏi thì ừ bằng 5. Vậy thì phốt pho có hóa trị 5 ha. Vậy trong cái bài này là rút gọn lại từ hóa trị 1 đến hóa trị 5. Khi các em đọc bài thơ này thì nó cũng không quá nhạt nhẽo. Các em có thể là đọc vui cũng được, mà các em nói chơi với các bạn cũng được. Thì cái lúc mà trong lúc các em nói thì các em cũng đã khắc sâu trí nhớ rồi. Thì cô hy vọng là qua bài thơ này các em có thể học hóa trị một cách đơn giản hơn và có cái nhìn khách quan hơn về bộ môn hóa ha. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em nha. Các em hãy nhớ like, subscribe và comment để ủng hộ cô ra nhiều video tiếp theo nhé. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em.